rồi. Đó xấu rồi. Con rắn ở trên đi. Rắn đâu? Đâu? Không. Cẩn thận đấy. Đứng xa xa này dăm rắn này rắn hổ mang đấy. Xem cái đầu đâu. Cứ giật mấy cái này ra đó. Cẩn thận con mà rắn này có độc đấy, nó cắn là nguy hiểm đấy. Đúng rồi. Đâu đâu đâu. Đâu đây đâu đây. Nó dài lắm. Dài thế. Dài lắm, to lắm. Đầu đó, bắt đầu đó. Đây này ông ơi. Đây. Nhảy ra đằng kia, nhảy ra kia. Đây đây. Đây. Ủa dài đấy. Kì con này to. Con này to. Ủa rắn rừng đúng rồi. Đúng rắn rừng. Móc đầu ra, móc đầu ra. Đúng rắn rừng ạ. Ui hồ. Đây. Ôi to thế. Bỏ tay ra. Rồi ông bỏ tay ra đi. Đúng rồi. Ôi sọ. Quả lắm nó căng. Tệ đây cơ mà. To thế con này. Rắn rừng. Con này nó phải sống ở đây bao nhiêu năm rồi nó mới to này đấy. Mẹ mới thằng kia thế mà không dẫm vào đó đúng không? May nha. May cho hai thằng trẻ con đấy. Nó dày vào thì đúng là nguy hiểm. Rồi. Lấy túi, túi đúng không? Đi lên ra màu rất đẹp nha con rắn rồi, này ạ. Rồi. Nguy hiểm thật đấy con này. Bắt nó đi. Vào đây bắt đi, bắt đi. Đúng rồi. Chạy đâu? Xuống đầu. Tại đâu? Chạy rồi. Nó rút mẹ rồi. Ở đây khỏi bắt nó lắm. Rồi, tôi bắt nó. Rồi. Con này đẹp thế nhỉ. Rắn bạc tạng gọi. Ô, trắng toát này. Trắng thật con này ạ. Nhìn đẹp đây, trắng tinh luôn, như cái bụng của nó này, cái bụng của nó. Con này bé, con này màu đen đúng không? Con này màu trắng đen này. Ui giời, con này này trắng tinh luôn, nhỉ? Đẹp thật, coi này. Ui giời, đẹp chưa? Tiếp này mày đuổi mày thấy mày dằm mày đừng nghi con to hơn à? Chỗ dằm vào nó to lắm. Hay là nó ở trong bụi nó mình giật mình thì mình không biết. Con khác này, hay là con lừa nhỉ? Có khi mình dồn nó con này nó sợ nó chạy ra con. Ừ, có khả năng. Xin lại tiếp. Hết kim lại, đây là hai con rồi. Một con màu đen, một con màu trắng à. Đỏ lắm. Đâu? Con nãy dần con nào? Đây à, chứ bao giờ? Nhiều rắn thế nhỉ? Nhiều rắn. Chị tiếp đi ông ơi. Hai con tôi với dần một con khác hả? Ừ. Cái gì? Ôi, đi phát rừng sát đường mới bà nhìn thấy suốt mới bà đàn bà có nhảy rắn này nhiều thế. Lấy túi đồ đây, bắt nó ra đi để đi tìm tiếp ông ạ.
Ai à, còn nhiều lắm. Cái hàng này của nó mà khả năng có khi trong này nó còn nữa ấy. Cứ hôm nào trời nắng là nó xả ra. Đi tìm rắn là thôi ra đi con, ra đi. Nó gập khúc không lôi ra nổi ấy. Để cho nó tuồn ra, tự nó tuồn ra mà. Ra đi con. Ra đi. À, rồi, được rồi. Tưới đâu rồi? Tưới đâu rồi? Ôi giời. To thế. Này, hai con to. Ôi. À, hôm nay mà nghe. Thế là được 3 con à? Kiếm được đấy. 3 con rồi. Nguyên chỗ này được 3 con. Hai con đen, một con trắng. Thế mà mấy cái thằng kia nó dám đi vào rừng để. Ôi giời. Mẹ. Tại thật nó. Ôi giời. Ôi giời, hai con đen, một con trắng. Thôi. Đi tìm tiếp. Đi tìm tiếp. Còn nhiều đây, mà. Khu này khả năng còn rất nhiều, nó rộng này ạ. Ba con này yến rồi. Ba con yến rồi đấy.